bạn ơi, đẹp quá đi. Ai mà khéo đẻ dữ vậy trời. Đẹp quá rồi. Dạ. Thì giống như chị nói là bạn là một người khá đẹp trai. Rất nha em, rất nha em. Em là một người biết nấu ăn rửa chén, nói chung là đảm việc nhà. Thì hôm nay anh cũng có mang theo cây đàn guitar của anh và anh cũng sẽ tặng cho em một bài. Trời ơi, người ta còn biết đàn guitar nữa kìa. Nếu hai ta không quen ngày ấy, ngày những đôi môi trao nhau vòng đời. À, và bây giờ bên cạnh Thanh có hai nhân vật đã ngồi sẵn ngay tại đây rồi. Các bạn cũng đã được tháo mặt nạ. Mọi người thấy như thế nào ạ? Rất là đẹp đúng không ạ? Trai xinh gái đẹp không đó nha, cực phẩm luôn đó. Wow, tuyệt vời quá ekip mình ơi, vỗ tay. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu đầu tiên. Ôi trời ơi, bạn ơi, đẹp quá đi. Ai mà khéo đẻ dữ vậy trời. Đẹp quá rồi. Dạ, xin mời mình giới thiệu cho bản thân ạ. Xin chào tất cả mọi người. Thì em tên là Đỗ Đức Duy. Thì em sinh năm 2000. Và hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là em đang làm nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng, đẹp quá rồi. Nói gì nữa bây giờ. Chị thắc mắc hoài luôn mà sao đẹp bây giờ lên chương trình này được hay vậy trời. Dạ, đẹp rồi. Phải đó chị. Mời bạn nữ giới thiệu cho bản thân mình. Dạ, em tên Phan Kim Hồng, hiện tại em sinh 2004. Hiện tại em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà quê của em ở Cà Mau. Quê em là dân miền Tây. Tu luyện miền Tây nha. Tôi hay đi miền Tây lắm. Dạ, đó. Công việc của em hiện tại là mẫu ảnh ạ. Mẫu ảnh? Dạ. Wow, chị thấy công việc này khá là vất vả nha. Hồi trước chị cũng nghĩ là làm mẫu ảnh cũng đơn giản thôi, mặc dạ, đồ xong chụp hình, mà thật ra nó mệt hơn mình nghĩ rất nhiều. Dạ. Phải tạo dáng xong giữ yên rất là lâu. Trời ơi, mỏi dữ lắm. Dạ. Nên là cũng khâm phục cái nghề của em ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân. Không biết chàng trai như thế này thì có khuyết điểm gì đây, chứ tôi thấy ưu điểm nhiều quá đi ạ. Dạ thì ưu điểm đầu tiên và lớn nhất của em đó chính là em không có hút thuốc và cũng không có rượu chè cờ bạc luôn. Trời ơi. Tại vì em là một người sống rất là gọi là chú trọng sức khỏe. Và hiện tại là em cũng có đi tập gym thì cũng rất là lâu rồi. Thì được bao nhiêu lâu rồi em? Tính tới thời điểm hiện tại thì em tập hết năm nay thì đã được tầm 8 năm rồi. 8 năm, wow. Dạ, đúng rồi. Và ưu điểm thứ hai của em đó chính là em là một người biết nấu ăn rửa chén, nói chung là đảm việc nhà. Trời ơi em ơi, sao mà nhiều ưu điểm như vậy trời. Cái này đóng khung rồi, xong mà đúc khung rồi, sản xuất hàng loạt đúng không ta? Cái này sản xuất hàng loạt đúng vậy trời. Rồi, dạ, ngoài ra có gì nữa không nè? Ngoài ra em cũng là một người hướng ngoại và em rất là thích đi du lịch. Thì thỉnh thoảng thì em với bạn bè của em cũng hay đi du lịch rồi đi review quán ăn này. Thì em là một người sống thiên về cảm xúc, nên là đôi khi là em không kiềm chế được cảm xúc của em á. Nhưng cảm xúc nóng giận nè, thí dụ như, hoặc là những khi mà người ta đang nghiêm túc cái em lại kiểu vui quá, nó bị cợt nhã. Vậy hả, người ta nghiêm túc rồi em vui quá. Đúng rồi, có nghĩa là thường cảm xúc của em nó sẽ đi ngược lại với số đông. Đi ngược lại với số đông. Thí dụ chị đang cười em khóc không? Không, đến nỗi khóc đâu chị. Có hay xúc động không? Có, em coi phim tình cảm là em dễ khóc lắm. Trời ơi, vậy rồi. Là mình khá là nhạy cảm ha. Dạ đúng rồi. Nhạy cảm rồi hay overthinking đồ không? Overthinking thì không. Không, mình nhạy cảm dễ xúc động. Dạ đúng rồi. Trời ơi, đáng yêu gì đâu đó mọi người. Rồi, vậy còn bạn nữ thì sao nè? Mình có thể giới thiệu về ưu điểm và khuyết điểm của mình nào? Ưu điểm của em là một người sống tự lập. Tự lập. Dạ, em tự lập từ nhỏ rồi. Cụ thể đi, cụ thể câu chuyện ra luôn. Mình tự lập là sao? Năm cấp 3 đi, em kinh doanh bánh chén 3 năm và em tự lo cho mình đi học, tự ăn uống hàng ngày, cha mẹ không cần phải tốn một đồng cho em. Ôi giỏi quá vậy. Dạ. Thì lên đại học cũng vậy. Em cũng tự lo cho mình, cũng phụ giúp gia đình. Wow, bán bánh tráng lời dữ vậy em. Bán bánh tráng là tự đóng tiền học cho mình luôn. Dạ. Tự chăm lo cho bản thân mình luôn. Dạ. Trời ơi, chuyến này về bà mất mối. Chuyến này về là tôi cạnh tranh với bà liền. Mở tiền bán bánh tráng không, ngoài ra còn gì nữa nè? Ngoài ra thì em cũng gọi là sống tình cảm, nên là em hay đi giúp đỡ mọi người. Em cũng hay làm thiện nguyện lắm. Hay làm thiện nguyện. Dạ. Nhìn mặt em hiền hậu, dễ thương lắm luôn á. Mà mình ốm vậy là mình có hay làm được những cái chuyện thiện nguyện đó không? Tại vì chị thấy thông thường là lên đó cũng hơi cực á, sẽ phân phát quà rồi bưng bê này nọ cũng nhiều. Thiện nguyện của em ở đây là em sẽ tự nấu ở nhà. À, em nấu ở nhà. Dạ. Sau đó em đi phát cho người vô gia cư. Đúng. Wow, tuyệt vời. Đi là phải có bạn bè hỗ trợ nha em. Dạ, chứ đi mình cũng nguy hiểm lắm đó. Rồi, khuyết điểm của mình là gì nè? Khuyết điểm của em là dễ tin tưởng người khác. Dễ tin tưởng người khác. Dạ, vậy tại vì mình tin tưởng người ta quá thì mình lại sợ mất lòng. Đặc biệt là em sợ mất lòng người khác nhiều lắm. Nên là mình luôn cố gắng là tạo làm hài lòng mọi người đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi. Ngoài ra?
Ngoài ra thì cũng có nhiều người, sau khi em giúp đỡ người ta thì người ta cũng giúp đỡ lại em. Nói chung là em nhận lại được tình cảm của người ta thì rất là vui, coi như là mình được đáp lại, mình được trả lại. Còn khuyết điểm nữa không nè, tính cách mình đi. Tính cách của em á, đó là dễ xúc động. Cũng dễ xúc động. Dạ, giống như ai ở điểm đó. Thì em cũng hay coi phim, em cũng hay khóc lắm. Chỉ cần em cũng dễ tha thứ cho người ta nữa. Chị nhìn vô em là chị thấy hết mọi thứ nó bộc lộ ra luôn á. Em cảm ơn chị. Trời ơi, tôi thấy là hai người có nhiều điểm chung đó nha. Rồi, không biết về tình trường của mình thì sao bé? Mình có quen ai chưa? Dạ chưa, hiện tại đang gặp hắn. Dạ chưa, hiện tại đang gặp hắn. Chưa quen ai luôn? Từ đó giờ là chưa quen ai luôn? Dạ có, em cũng hồi năm cấp 3 em cũng có hai mối tình, ba mối tình gì đó. Mà là mối tình cấp 3 rồi nọ hả? Dạ, không? Chưa có đủ chín chắn. Dạ, mình chưa xã giao rồi thôi. Giống như là cấp 3 mình chưa có đủ trưởng thành để mình có thể là tính tới chuyện cưới hỏi. Dạ. Bây giờ muốn cưới chưa? Bây giờ muốn cưới chưa? Chưa hả? Dạ, chưa muốn cưới chị. Em muốn tìm hiểu một người biết quan tâm em, đặc biệt là trung thành với em là được. Tại vì đó giờ em toàn gặp những tình cảm nó khá phức tạp. Hồi xưa chị cũng như em vậy đó, chị nói chị chưa muốn cưới đâu. Chị muốn là 30 tuổi chị mới cưới. Xong cái tự nhiên đụng cái 20 tuổi cưới, 21 tuổi có bầu, 22 tuổi có bầu. Xong tới giờ là ba đứa con rồi đó bé. Nhỡ câu không muốn cưới á. Nhỡ câu không muốn cưới á. Dạ. Coi chừng nghe. Rồi em, bây giờ dạ, nghe rõ chưa? Nghe rõ lắm chị. Nó hơi nhỏ ha. Nhưng mà giờ tới lượt em rồi nè bé. Không biết tình trường của mình như thế nào nè. Thì tình trường của em cho tới hiện tại là em có 4 mối tình chính thức. 4 mối tình chính thức luôn. Thì trong đó có 2 mối tình sâu sắc nhất với em. Thì một mối tình là em quen lâu nhất là 3 năm, lớp 10, 11, 12. Và một mối tình thì gần lần nhất em chia tay là năm 2021. Tháng 7, 2021 thì em quen được tầm 5 rưỡi. Dạ đúng rồi. Lý do vì sao mà mối tình sâu đậm nhất lại chia tay vậy? Thì đợt đó tụi em cũng xảy ra nhiều cái lý do dẫn đến cãi nhau. Với lại một phần là thời điểm dịch Covid nữa, tụi em không có gặp được nhau á, nên có nhiều cái vấn đề mình không có giải quyết được, dẫn tới là tụi em không quen nhau nữa. Ồ, cũng khá là tiếc ha. Dạ đúng rồi. Mà chị thấy từ thời điểm đó tới bây giờ chị nghĩ là xung quanh em cũng phải hàng ngàn cô gái chứ nhỉ? Dạ em cũng có tìm hiểu nhưng mà không tới được với nhau thôi. Duyên chưa tới đúng không em? Dạ đúng rồi. Thôi được có rồi. Duyên nhưng mà chưa có phận thôi. Đúng rồi. Không biết ba mẹ em còn anh chị em nào nữa không ha? Em có chị hai. Có chị hai là hết anh trai với em trai luôn rồi. Dạ, vậy là rồi. Các bạn ơi, hết cơ hội rồi các bạn ạ. Chỉ có một cơ hội duy nhất thôi. Rồi bây giờ chị hỏi một tí xíu về cái gu mẫu bạn gái của mình là người như thế nào đối với em. Ngoại hình người, mẫu người lý tưởng của em thì không có nghĩa là không cần phải đẹp xinh xuất sắc đâu. Chỉ cần ưa nhìn với lại thấp hơn em là được. Ưa nhìn thấp hơn em là được. Còn về tính cách thì sao em? Còn về tính cách thì hiền. Hiền nè. Rồi với lại đừng có mạnh mẽ quá, cũng đừng có công chúa quá. Có nghĩa là mình nên biết khi nào mình cần như thế nào là được. Chị thấy là bạn nữ nhà mình là đáp ứng là cũng khoảng 90% rồi đó nha. Còn về tính cách của chị thì tôi không biết à. Còn em thì sao? Gu của mình một người bạn trai như thế nào? Thì em thích một chàng trai trung thủy nè. Trung thủy. Dạ. Cái thứ hai là biết bảo vệ mình. Biết bảo vệ mình. Dạ. Thật ra đàn ông là phải bảo vệ mình chứ. Dạ. Ngoài ra thì em cần ở bạn nam là sự tinh tế. Quá dễ thương rồi mọi người ơi, mọi người ơi. Thôi bây giờ mình gặp mặt nhau luôn đi chứ nói gì nữa giờ ha. 1, 2, 3. Vậy thì nhìn vậy được rồi. Và thấy rồi đúng không? Dạ thấy rồi. Mình biết đối phương sao vậy? Đủ rồi. Vậy là được rồi. Nó chứ muốn nhìn không? Muốn nhìn lâu hơn không? Muốn. Ok. Rồi 1, 2, 3. Đó. Trời ơi. Rồi chào hỏi nhau rồi đi. Nói gì nói đi. Cảm nhận nhanh về nhau đi rồi em. Thì em sẽ đưa vài cảm nhận của em khi mà gặp bạn nữ lần đầu tiên. Thì em thấy bạn xinh. Xinh với lại khá là nhỏ nhắn. Nhưng mà bạn có đôi mắt đẹp. Đúng gu em không? Dạ, thật ra là đúng với tiêu chuẩn của em. Wow, tuyệt vời. Còn bạn nữ mình đưa ra nhận xét nhanh về bạn nam nè. Thì giống như chị nói là bạn là một người khá đẹp trai. Rất nha em, khá hồi nào người ta nói rất đẹp trai, ai nói khá đẹp trai đâu. Dạ, mà em ấn tượng đầu tiên là nụ cười. Thì anh ấy cười rất là tươi. Em thích cái nụ cười đó. Sau khi mà cả hai nói chuyện với nhau rồi, chắc là mình cũng đã có những cái thông tin cần thiết. Thì không biết là chúng ta sẽ đánh giá về nhau trên thang điểm 10 là bao nhiêu. Mời bạn nữ.
Dạ em chấm 9/10. 9/10. Còn một điểm giữ lại vì gì vậy? Tại vì mình chưa tìm hiểu nhau nên là em chưa biết tổ chức tính cách của anh ấy. Ok, còn bạn nam thì sao nè? Dạ, bạn nữ nói những cái muốn nói luôn, em cũng chấm bạn nữ 9/10. Trời ơi, nói gì nữa, bây giờ cả hai đều cho 9/10. Giống nhau đến thế là cùng. 9,5 cũng được. Trời ơi, mà đặt 9 bằng nhau, y chang luôn vậy. Rồi thôi, giờ hát bài tặng bạn nữ đi. Dạ, thì hôm nay anh cũng có mang theo cây đàn guitar của anh và anh cũng sẽ tặng cho em một bài. Trời ơi, người ta còn biết đàn guitar nữa kìa. Nếu hai ta không quên ngày ấy, ngày những đôi môi trao nhau không lời, thì niềm đau cũng đã trôi hết đi qua bao tháng năm anh với em. Lúc gặp nhau con tim nói giấc mơ ta đừng có nhau. Ôi tuyệt vời em ơi, vừa đẹp trai mà vừa hát hay nữa. Chị tập quản được em ơi. Lấy dí đi ha. Hồi chắc là ba mẹ tự hào về con trai vậy lắm à. Ngồi kế bên thôi thấy tự hào rồi. Đừng nói chi là đẻ ra con trai vừa đẹp trai, vừa hả hiền, lễ phép, biết nấu ăn, làm việc nhà, tập thể thao, đánh đàn, hát. Trời ơi, một người quá hoàn hảo. Ổ nè quá trời ơi bà, ổ nè quá trời ơi bà. Tặng MC đúng không? Dạ không, em dành cho bạn nam thôi. Ờ ok, em vừa mới tặng gáo lúc lạnh cho mặt chị ha. Rồi bây giờ em tặng bạn trai nha. Thì đến hôm nay thì em cũng có chuẩn bị một món quà để tặng cho anh. Em mong là anh sẽ vui vẻ nhận món quà này. Ê bà rung rồi, bắt đầu bà nói chuyện bà rung rồi đó. Bà rung rồi, nghe giọng bà rung rồi. Rồi bây giờ mình tặng quà ha. Sẵn tiện mình kiểm tra cái gì đó, mình kiểm tra nha. Dạ, em tặng cho. Anh cảm ơn em. Ờ, thì hôm alo, nay... qua đây luôn, đi qua đây tặng nha. Bước qua đây. Đi qua đây tặng luôn, rồi ok. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Thì hôm nay anh cũng có chuẩn bị một phần quà nhỏ cho em. Thì do anh là người khá là thích ăn nên là anh có làm một món ăn dành tặng cho em. Thì anh xin phép được khui quà nha. Rồi, mở bên trong nha, khám phá nha. Nhận là phải khui liền. Dạ đúng rồi. Đây là? Đây là xịt thơm miệng. Xịt thơm miệng. Có lẽ là cô ấy đã quá chấp niệm về cái sự hôi miệng. Rồi, giờ em ơi, em hướng dẫn bạn nam sử dụng giùm chị luôn nha. Dạ, thì ra là em có ý đồ, em mới tặng anh món quà này. Em hy vọng là nếu mà mình có tìm hiểu nhau thì mình sẽ tặng cho nhau một cái hôn. Trời ơi, muốn, đáng yêu. Dạ, em muốn. Anh thấy thế nào? Thấy là thơm luôn á. Em, anh nói chuyện em cũng nghe mùi thơm từ anh. Thơm. Thơm ngọt luôn quá à. Rồi, em cảm ơn. Anh cảm ơn rất là nhiều. Rồi. Vậy hả? Vậy là bạn nam mình có chuẩn bị món quà cho bạn nữ là một món ăn. Dạ đúng rồi. Cho em làm. Dạ đúng rồi. Thì sau đây là món quà mà anh đã chuẩn bị dành cho em. Thì nó là một món ăn, tên gọi của nó là gà Hàn Quốc cay phô mai. Thì đây, anh mời. Anh giỏi. Thì tại sao anh chọn món này thì nói chung là anh là một người tập gym thì anh rất là thích ăn gà. Thì anh cũng hay nấu những cái món liên quan tới gà và trong những món đó anh thấy món này là món xuất sắc nhất. Nó cũng là món anh thích ăn nhất nên là anh tặng em thì hy vọng là em có thể nếm thử và cho anh cảm nhận. Nhớ ăn chung với phô mai nha, phô mai nó mới ngon á. Em không ăn chung với phô mai mà em cũng thấy ngon rồi anh. Để anh đút cho em ăn một miếng nha. Tại cái này nó chưa có chảy hết á, nên nó còn hơi dính. Thì ra là mới gặp mặt thôi, nhưng mà em thấy anh tinh tế rồi đó. Em thấy anh biết nhường em cái mà em thích. Vậy là anh có điểm trong mắt em rồi. Anh cũng có điểm trong mắt em rồi à. Không biết anh chuẩn bị món này bao nhiêu phút nữa? Tầm 15 phút rồi em. Tại vì thật ra là gà thì anh ướp trước đó một ngày. Xong rồi trước khi mà mang lên đây thì anh có làm cho nó chín thôi. Rồi vô đây thì mình chỉ cần rải phô mai lên, bỏ vào
vi sóng mình hâm lại thì nó sẽ chảy phô mai ra. Nhưng mà tại cái này là do chắc là mình hâm ít á, nên phô mai nó chưa có chảy ra hết nè. Không biết là cha mẹ anh có yêu cầu về lần đầu gặp nhau không ạ? Ý là khi mà em gặp ba mẹ anh hả? Ba mẹ anh dễ lắm, nói chung là em qua cứ tự nhiên bình thường là được. Khi mà gặp cứ tự nhiên bình thường là tại ba mẹ anh không có yêu cầu gì quá cao đâu. Hiện ra là em thấy khá là bất ngờ khi mà có cha mẹ anh đi thêm. Thì lúc mà anh tới xong anh nghe bảo là bạn nữ đi một mình anh cũng bất ngờ. Tại vì anh thì anh nghĩ là em sẽ đi chung với người thân thôi, anh cũng không biết là em ở đây một mình. Dạ. Thì em có muốn gặp thử ba mẹ anh không? Anh nghe qua quê con gái ở Cà Mau chưa? Con gái Cà Mau, thật ra em là người đầu tiên mà anh tiếp xúc ở Cà Mau luôn á. Vậy là đúng anh rồi. Chưa nghe bài Ông ở Cà Mau đúng không? Ông ở Cà Mau thì anh có nghe rồi. Thì em trong bài hát đó thì có một cái câu là người Cà Mau dễ thương vô cùng. Thì anh có cảm thấy là em dễ thương không? Anh thấy là cái bài hát đó nó đúng với em á, kiểu dễ thương. Sao rồi bé, mình ăn mình cảm thấy ngon miệng không? Rất ngon chị, hợp khẩu vị em lắm luôn. Hợp khẩu vị em lắm luôn. Hợp khẩu vị luôn. Dạ. Hợp khẩu vị nhất là khúc mà được đút đúng không? Mình cảm thấy như thế nào? Dạ, em cảm thấy bạn trai rất là tinh tế, quan tâm. Wow, ngọt ngào quá không? Ấm áp. Bây giờ chị sẽ có một cái thử thách dành cho em. Tại em đẹp nên là thử thách dành cho em. Chị nghe nói là mình cũng tập gym được 8 năm rồi. Dạ, thì chắc đúng rồi. Sức khỏe mình cũng tràn đầy. Dạ, đúng cho nên rồi. Bây giờ sẽ có một cái thử thách cho em là em sẽ hít đất và bao nhiêu cái là bạn nữ sẽ là người quyết định. Em muốn bạn hít đất bao nhiêu cái? Em chấm anh đó 9 trên 10 thì em mong anh hít đất 9 cái. Anh hồn tưởng 9 trên 10 cái. 9 trên 10 thì quá dễ với em. 9 hả? 9 dễ quá hả? Dễ rồi kìa em. Thôi kệ đi, để anh làm. Vậy ha. Rồi, mời em hít đất. Một, đếm đi em, đếm. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Được rồi em. Trời ơi, 11 luôn rồi. Phiên bản này Giang, 4, 4. Ai dạy em vậy bé? Chị tưởng em hiền. Nói là em không hiền như chị tưởng. Sao mình nhận xét sao? Thì anh nói là mạnh, rất là khỏe, không có như em. Em hơi nhỏ con như anh đó. Mình thích đất mà có thêm một cái vật tạ gì ở trên lưng mới được không ạ? Dạ được. Được luôn? Dạ được. Rồi bây giờ thử thách của chương trình đưa ra đó là bạn nữ sẽ ở trên lưng bạn nam để bạn nam hít đất tầm 3 cái. Dạ được. Được luôn, rồi dốt em, kết hợp đi em. Rồi, kêu quốc đi em, 1 2 3 rồi. Được rồi. Ê bà nương, bà nương chào không có chịu ngồi luôn mọi người. Bà nhúng nhi nhúc nhảy giữa bầu trời trong xanh rồi. Trời ơi bà sao chưa gì hết trơn rồi mà nương giữa chạy trời. Đang thử thách mà. Thử thách là mình phải vượt qua những cái giới hạn của bản thân đúng không em? Dạ đúng rồi. Ok, chị cho em một cái thử thách đó là để cho chồng chị ở trên lưng em. Em thấy ca này khó quá. Khó đúng không? Thôi bây giờ nè, một cái thử thách nhẹ nhàng hơn mà cũng là dành cho em. Tại em đẹp ha. Nói chung là bây giờ từ đầu đến cuối là tại em đẹp nên em bị thử thách thôi. Bây giờ em sẽ nói ra 3 câu tỏ tình với bạn nữ. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến đến phần bấm nút. Tại cái số của mình nó đặc biệt, em hiểu không? Lâu rồi chương trình mới có một người đẹp như vậy. Người ta khai thác triệt để em ha. Rồi. Thì anh nghĩ là nếu mà anh yêu em thì chắc là mỗi ngày anh sẽ phải xếp hàng á, hàng giờ nhớ em. Thì em hay nghe người ta nói câu là anh yêu em 3.000 đúng không? Nhưng mà riêng anh thì anh yêu em 204 thôi. Đấy, đó là một sinh của em đúng không? Hay quá. Đứng gần em anh nghe tỏa hương quá, làm anh tưởng hương hoa. Thì em cũng có câu hỏi muốn dành cho anh. Okay. Hiện tại thì cuộc đời của em đang dang dở, không biết là anh có che chở cho em không? Anh nghĩ là anh đủ to lớn để che chở cho em. Không biết cha mẹ anh đẻ
kiểu gì mà khéo quá à. Nhưng... Bình tĩnh thôi. Giống chồng của em quá, giống chồng của em quá. Trời ơi, cái người bị thương là tôi nè. Rồi, được rồi, mình di chuyển cho mình bấm nút luôn đi hai đứa. Ừ. Nãy giờ tất cả mọi thứ chúng ta đều đã làm rồi, nói gì cũng nói rồi, tìm hiểu cũng đã tìm hiểu rồi, thả thính cũng đã thả thính rồi. Vậy thì bây giờ Thanh nghĩ rằng hai bạn cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Và khi chúng ta quyết định nhấn vào chiếc nút này, không phải là sau chương trình này chúng ta có thể về là làm bạn gái hay bạn trai liền của nhau, mà đó là bật đèn xanh cho đối phương có cơ hội được tìm hiểu mình. Đó, cho nên là các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và nhấn vào chiếc nút này nha. Rồi, mời hai bạn đặt tay lên. Thanh sẽ đếm ngược nha. Đặt tay lên bà đây nè. Thì nhất tình. Rồi, bây giờ Thanh xin phép đếm nha. 5 4 3 2 1 Nhấn nút, nhấn nút. Rồi, ok. Rồi bây giờ nè, mình đã có nhấn nút rồi. Thì bây giờ chị nghĩ là khi mà em đã mời ba mẹ lên đây rồi thì mình cũng nên xin phép ba mẹ cho mình được hẹn hò với nhau. Dạ, thì hôm nay là em cũng có dẫn theo ba mẹ của em. Thì em hy vọng là ba mẹ sẽ cho con cơ hội để tìm hiểu bạn gái. Vâng, và bây giờ mẹ của chú Lệ Lục, mẹ của nhà trai đã có mặt ngay tại đây rồi. Thì không biết cô có đồng ý cho hai bạn được hẹn hò với nhau không ạ? Dạ, con chào cô ạ. Nhưng mẹ thấy giờ là con cũng lớn rồi, học là cũng đã ra trường rồi, cũng đã chuẩn bị có việc làm rồi. Thì cái chuyện chọn lựa bạn gái là do con. Nếu mà con cảm thấy mà cô bé này thích hợp với con thì con cứ hai đứa cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Thế thêm mà nhìn thấy thì bé này nó xinh lắm. Em có gì muốn hỏi mẹ không em? Thì hồi đó là mẹ hay nói với con là mẹ muốn con có một người bạn gái gọi là tự lập, biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Thì con nghĩ là bạn này đã đáp ứng được hết tất cả các tiêu chuẩn của mẹ đó. Thì cái đó thí dụ như là mẹ nói với con vậy là cũng mẹ cũng lo cho cái gia đình nhỏ của tụi con thôi. Thí dụ như sau này á, tụi con nếu mà tụi con về nhà chung một nhà thì ngoài công việc làm ra thì tụi con cũng phải biết là chăm chút cho gia đình. Thí dụ con cũng phải biết lo cho gia đình một bữa cơm cho nó đàng hoàng, là mẹ chỉ lo cho tụi con thôi, là nó như vậy. Cái gì không hiểu không biết thì cứ hỏi mẹ, cứ là như vậy. Tại vì mẹ là đó giờ là mẹ nội trợ trong gia đình, thành ra cái gì không biết thì cứ hỏi, mẹ sẽ chỉ dạy cho, chứ không có gì hết. À, tuyệt vời, cho một vài phát tay đi ạ. Dạ, thì sau khi mà nghe cô chia sẻ thì cũng thấy cô rất là thương con cái nè, rất là nhân hậu, tiếp người phụ nữ truyền thống, rất là chăm lo và vun vén cho gia đình. Thì hy vọng là em cũng sẽ học hỏi được rất là nhiều điều từ cô, và sau này là cũng gần gũi với cô nhiều để cô có thể dạy cho mình thêm một số kinh nghiệm nữa ha. Rồi bây giờ là lúc hai bạn nên cho nhau một nụ hôn. Mình xịt hơi miệng rồi nên mình muốn hôn đâu đó thì mình hôn. Dạ, anh sẽ lần đầu mình gặp nhau thì coi như anh sẽ hôn lên chén của em ha. Trời, trong sáng quá cô ơi. Dạ rồi, và nụ hôn của bạn Duy và bạn Hồng cũng đã khép lại chương trình hẹn ăn trưa ngày hôm nay. Nắm tay đi ạ, nắm tay giùm em hỗ trợ giùm ạ. À, rồi ok rồi. Con cảm ơn cô, cảm ơn chú. Dạ bây giờ Thanh xin phép được chào tất cả mọi người. Chương trình hẹn ăn trưa của chúng ta đến đây là đã kết thúc rồi, và bây giờ Thanh Trần, bạn Duy, bạn Hồng và cô chú xin chào và hẹn gặp lại. Đã... thì con không rõ là do con hay là do bạn ấy mà cũng quen lâu rồi mà rồi cũng không đi tới được lâu dài chú ạ. Theo chú thì mình phải biết cái gì mà mình để mình khắc phục đó mà. Dạ. Tại sao mình chia tay? Dạ. Ủa đó là Quang học đại học ở đâu? Dạ con là học ở Thủ Đức ạ. Thủ Đức. Dạ. Ủa sao học ở đây không ở đây làm về Ninh Thuận làm? Dạ thực ra là con muốn làm ở trong Sài Gòn nhưng mà ba mẹ thì kêu là giờ có mình con à, về muốn con làm gần
gần nhà cho ba mẹ vui. Chứ ở Sài Gòn thì ba mẹ cũng nhớ. Với cái ngành nghề của con về Ninh Thuận nó thuận lợi hơn. À đúng rồi. Ngành nghề thì của con là về năng lượng mặt trời, nó sẽ nhiều việc hơn. Đúng rồi, nhiều việc hơn. Sau Sài Gòn thì nó khá hiếm về ngành đấy. Ý là Ninh Thuận là nắng nhiều hơn nên năng lượng tốt hơn đúng không? À, nắng như phan mà gió gì, nắng như rang, gió như phan vậy. Dạ đúng rồi. Mối tình thứ hai là sao con? Dạ, mối tình thứ hai là cũng mới chia tay gần đây thôi chú. Quen cách đây khoảng 1 năm thôi. Rồi sao chia tay con biết không? Thì ban đầu cũng yêu nhau cũng sâu đậm khoảng nửa năm. Rồi con cũng không biết là lý do vì sao. Không được, bây giờ hai mối tình chú chưa thấy con tìm ra được cái nguyên nhân thì đến mối tình thứ ba mình không biết sao mình rút kinh nghiệm luôn á. Không lẽ giờ hai mối tình chia tay mình không biết lý do gì hết á thì nó cũng khó đó. Con thử tìm một lý do nào xem. Có thể là do con nhút nhát quá. Con yêu bạn ấy lâu rồi mà không dám thổ lộ. Đó cũng là một cái nguyên nhân. Nếu mình tìm nguyên nhân mình khắc phục thôi, chứ không phải ở đây để moi ra cái lý do để làm cái gì. Đó cũng là một nguyên nhân. Theo chú thì nhút nhát cũng không có vấn đề gì nữa, nhưng mà khi trong tình yêu mình không có nói được cái lời yêu thương, hay là mình không có hành động cái gì mình nhút nhát quá thì đối phương cũng rất là lo. Rồi đó là đường tình duyên bên nhà trai đó. Nhà gái đã nghe. Bây giờ nhà gái nói về đường tình duyên của mình. Dạ, đường tình duyên của em thì trước giờ em có trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là vào lúc năm ba đại học, thì em và bạn ấy quen nhau khoảng 6 tháng. Thì sau đó thì bạn ấy, em phát hiện ra bạn ấy có bắt cá hai tay. Cho nên là em quyết định là nói rõ ràng xong rồi chia tay đường ai đấy đi. Xong rồi một thời gian sau thì khoảng 2-3 năm sau thì em có quen đến mối tình thứ hai. Thì kiểu như người bạn này của em thì cũng đồng tuổi nhau, thì cũng hợp thì cũng có nhiều cái hợp, nhưng mà cũng có một số cái bởi vì tính cách của em cũng trẻ con, và bạn ai cũng thích được nhường nhịn và cũng thích được chiều chuộng, nhưng thành ra cuối cùng là không ai nhường ai hết, thành ra là cãi nhau rồi im lặng luôn, rồi tự kết thúc luôn. Trời đất ơi, nó cũng rất là trẻ con ha. Cãi nhau Quang có hay cãi nhau bạn gái không? Dạ không chú, con là con hiền lắm, con nhường như bạn gái. Nếu như bạn mình kia cãi với con thì con sao? Dạ nếu mà cãi, nhưng mà phải cãi theo cái đúng. Cái đúng. Dạ đúng. Mình cũng quyết liệt để chiến thắng bạn nữ trong cái việc cãi nhau không? Dạ nếu mà con chiến thắng bạn ấy thì con sẽ thất bại trong tình yêu. Hay lắm. Hay đó. Trời đó ơi, là quan mấy điểm. Cô gái ở dưới đây vỗ tay quá trời. Thôi thôi, chỉ cần một câu trả lời thôi, nhà gái rụng tim. Rồi sao, hay quá, đàn hay quá. Mình học đàn lâu chưa? Dạ em học đàn lúc nhỏ. À từ lúc nhỏ luôn hả? Dạ, lớn lên thì em không học nữa, mà em chỉ lâu lâu đánh cho vui thôi. Một cô gái xinh xắn, đàn hay, hát sao chưa biết, nhưng mà đàn thôi đã rụng tim rồi đó. Ha. À, chú thấy bên đây được lắm á. Được. Bây giờ mình hỏi đi. Đúng rồi. Nhà gái là nhiều tài như thế này nè, thế thì cái chọn bạn trai, tiêu chọn chí bạn đó, trai như thế nào, mẫu hình lý tưởng sao nè? Dạ tiêu chí của em là người đó phải là người chín chắn, trưởng thành, bao dung và biết quan tâm đến gia đình, và cũng phải là người cầu tiến. Cái ngoại hình đó, ngoại hình thì cũng cũng cao một chút, và kiểu nhìn cũng tách ra vẻ đàn ông, cũng sáng sủa trẻ trung. Bộ đàn ông giờ nhìn ra vẻ đàn bà lắm hả? Đàn ông nhìn ra vẻ đàn ông, nhìn nó đậm đà đó, manly chứ không phải là baby. Mấy cô gái này nghi ngờ đàn ông tôi hoài luôn. Nhìn đàn ông phải ra vẻ đàn ông. Tôi ra vẻ đàn ông không? Rất là đàn ông. Quá trời, trừ cái tay. Rất đàn ông đúng không? Rồi xin mời qua bên đây để tôi qua nhà bên đây. Qua thăm nhà trai tôi đi. Được. Mới thấy cô đẹp trai hay không? Nhà trai. Trời ơi. Nhà trai tôi hơi đẹp trai à. Ngon. Ở Phan Rang chứ cũng trắng tươi à. Gì ngon? Nhìn sao thấy nó ngon? Đó là ngôn ngữ của giới trẻ. Ăn được không nó ngon? Ăn được hay không thì không biết. Nhìn thấy là ngon rồi. Đẹp trai, phong trần. Đó, giỏi nữa nha, gần kỹ sư.
rất rất gần với kỹ sư, học thêm chút nữa tới kỹ sư rồi đó. Ngày xưa là tôi thích làm kỹ sư, nhưng vì học ngu nên thi không đậu. Không nói cần, nghe à? Giờ Ngọc Lan không cần kỹ sư, có kỹ năng được rồi. Đúng. Nghe bạn gái bên kia chia sẻ về cái hình mẫu của một người đàn ông cũng như là tính tình mà bạn ấy mong muốn thì em thấy là em có đáp ứng được hay không? Được bao nhiêu phần trăm? Em đáp ứng khoảng 95%. Ồ, hay đó. Được. Rất là tự tin đó. Thôi. Thế còn em thì sao? Hình mẫu bạn gái em là cái gì? Dạ, hình mẫu lý tưởng của em là bạn nữ là hiền lành, dễ thương, yêu thương bạn trai cũng như là gia đình của bạn trai. Mình có yêu thương người ta, người ta mới yêu thương mình lại. Đúng rồi, chú. Mình có đối xử với người ta tốt thì người ta mới đối xử với mình tốt lại. Dạ, nói chung nó tình yêu nó như tấm gương gì, nó phản chiếu rõ ràng luôn. Nhà gái tôi đủ rồi đó. Có công việc ổn định. Quá ổn định. Biết nấu ăn nữa thì càng tốt. Giờ không biết nấu ăn chỉ biết đàn thôi. Dạ. Được không? Nếu mà không biết thì em chỉ cho bạn ấy. Không cần chỉ. Ok. Nếu nhà gái tôi biết nấu ăn thì nấu cho nhà gái tôi ăn, không cần chỉ. Dạ được luôn. Bàn tay sinh ra để đàn chứ phải để nấu ăn. Dạ. Được luôn. Được không? Dạ được. Nói vậy thôi chứ không biết nấu ăn đúng không gái? Dạ biết. Đó, trời ơi. Gì nó không khó hơn không? Có gì khó hơn không? Có gì em không thích không? Em không thích bạn nữ là mè nheo, nó nhéo. Trời ơi. Ghen. Cái này ghen thế... là phải ghen đúng. Chứ ghen ghen tuôn vô cớ là mệt mỏi lắm chú. Nè. Cái mè nheo nhõng nhẽo đó bạn ông phải cần nha. Đáng yêu lắm em. Thật ra nó đáng yêu lắm á. Trong cái cuộc sống bồn bề này á, người đàn ông qua chạm với phong ba bão tố nhiều về thấy người yêu người vợ mình nhõng nhẽo, mình nũng nịu, cưng lắm, nó nhẹ, tự nhiên thấy cảm giác nó nhẹ nhàng liền. Về là phụ nữ mà mặt căng thẳng, không có động wow là mệt lắm. Thành ra cái này cần á, theo chú là cần đó. Còn cái ghen thì ok cũng được, không nên ghen quá. Người phụ nữ thì chắc không ghen rồi, tôi thấy không ghen rồi. Dạ em cũng có ghen. Ghen nhiều không? Dạ không đến mức mà ghen lồng lộn hay là ghen đánh ghen, mà chỉ là kiểu như là hay nói bóng gió. Bóng gió rồi hả? Ghen thì ghen nhưng đừng đập ghen quá, đập vỡ cây đàn nha. Đó, được rồi. Thôi, hai bạn trẻ này bây giờ mình hỏi hai bên gia đình đi. Hai bạn trẻ này chàng trai đi với ai? Đáng lẽ là em đi với mẹ nhưng mà bữa nay mẹ em đi đâu chân. À vậy hả? Rồi có anh Quyền Linh hỗ trợ cho. Bên mình đi với ai? Em đi với hai dì. Hai dì lần? Dạ. Có hai dì rồi. Dạ mẹ chào hai dì. Tụi dì trẻ quá. Dì như mẹ rồi. Thôi mời dì nè, đại diện gia đình nè. Thăm thấy cháu rể tương lai mình được không? Dạ xin chào anh Linh và Ngọc Lan. Dạ. Thì hôm nay đến trường quay thì coi như cũng cảm ơn anh Linh và Ngọc Lan tạo điều kiện cho hai cháu đến với nhau. Và thấy hồi nãy giờ thì nghe hai cháu chia sẻ thì thấy rất là hai cháu rất là hòa hợp với nhau. Tức là những cái sở thích cũng hòa hợp. Và bên nhà trai thì con yên tâm là những cái yêu cầu mà con đặt ra thì coi như hả bên nhà gái đáp ứng đầy đủ. Và coi như hả dì cũng mong muốn là hai đứa tạo điều kiện cho nhau để đến với nhau và tìm hiểu sâu hơn để có một tương lai tốt đẹp. Dì xin cảm ơn. Cảm ơn dì. Thấy nhà trai sao nè? Cái ở nhà trai là nhìn con hả phong độ con có, và coi như hả cái khi con chia sẻ thì dì thấy con có tính cầu tiến, và coi như cái sự điềm tĩnh và hở chín chắn của con thì nó sẽ tạo một cái nền tảng cho cái gia đình sau này sẽ êm ấm. Và những cái con chia sẻ đó thì gia đình nhà gái rất là an tâm để mà mong muốn là coi như hai đứa về với nhau. Hay quá. Cảm ơn dì. Cảm ơn dì. Cảm ơn dì. Thôi mình mở rào cho đúng hai rồi. Để gặp mặt đi ha. Mở rào. Bắt đầu đi Xuân Quang. Anh chào em. Dạ em chào anh. Anh có món quà quê. Dạ tặng em. Dạ cảm ơn anh. Dạ em cũng thì có món quà tặng cho anh. Đó là cái ly bằng gỗ và cái muỗng bằng gỗ.
Trên ly thì em có đặt khắc chữ nice to meet you, nghĩa là giống như lời chào, rất vui được gặp anh. Anh cảm ơn em. Dạ. Rồi, nào chúng ta về ghế ngồi, hai bạn đối diện với nhau, cùng trò chuyện đi. Dẹp cái đàn xí xích qua chút xíu. Rồi. Đó. Chào anh. Em chia sẻ trước về em. Dạ. Thật ra thì tính của cách của em thì có phần hơi thụ động trong tình yêu á. Thì thường thì em thường hay mong muốn thì bên nhà trai sẽ là người chủ động dẫn dắt một mối quan hệ. Dạ. Và thường thì anh mong muốn chuyện tình, trong chuyện tình yêu sẽ anh mong muốn những cái chuyện điều gì vậy? Không có. Anh thì bây giờ là anh cũng gọi là chững chạc. Anh muốn là một tình yêu nghiêm túc. Anh quen rồi anh sẽ đi tới xa hơn. Tức là mình đi tới lâu dài ấy. Đó. Hiện tại là em đang làm về xuất nhập khẩu. Dạ đúng rồi. Em ở Thủ Đức đúng không? Dạ. Nếu mà một tháng thì anh vô thăm em được một đến hai lần thì em có đồng ý không? Dạ. Hiện tại là anh là anh là anh sống và làm việc ở Ninh Thuận luôn. Đúng rồi. Là anh không có ý định vào thành phố Hồ Chí Minh nữa. Tại vì trước là anh ở Sài Gòn 3 năm, 3 đến 4 năm rồi. Dạ. Cho nên là anh cũng muốn về quê cho nó gần. Với lại bố mẹ thì cũng kêu là giờ có một mình thôi, về với bố mẹ cho gần rồi lấy vợ rồi xây nhà rồi kinh doanh sau. Hướng của anh là muốn yên bề gia thất rồi mình xây nhà rồi mình kinh doanh thêm, chứ anh không muốn là đi làm thuê cho người ta biết. Yeah. Đó. Cho nên là anh cũng không thích vô Sài Gòn nữa, tại vì nó bon chen quá. Đó. Anh ở đấy thì anh cũng chán rồi. Dạ, thì nếu như thật ra em nghĩ thì cái khoảng cách xa nhất là không phải là khoảng cách giữa đường đi mà là cái khoảng cách giữa trong lòng của hai người. Cho nên nếu như mà hai người nếu như mà em với anh mà có thể nói chuyện quan có chia sẻ sự quan tâm lẫn nhau thì em nghĩ thì một hai lần thì có thể Rồi, anh cảm ơn. Dạ. Cái hình mẫu lý tưởng của em là như nào? Hồi nãy là em nói gì anh em có thể nhắc lại không? Dạ. Thật ra thì nếu không có người đàn ông thì họ sẵn sàng họ lo hết, họ cũng mạnh mẽ lắm. À, nhưng mà bây giờ bên đây có bạn này đơn thân được, thì nghĩ rằng cũng rất nhiều kinh nghiệm ha. Một mẫu hình lý tưởng của cô gái thế nào đối với em là phù hợp? Thế thì có điều gì mà bạn thích ở người phụ nữ không? Nếu mà không thích chuyện gì thì em sợ chuyện gì lắm. Không thích thì nói luôn cho không thích mà. Cô mà thật đó. Rồi, để chúng em gặp một phụ nữ đây em có nói cái gì nha. Anh gái, mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Sạch sẽ. Em thích người nào đó trong em cái đầu cảm thấy em là cái bóng. Thì là khó lắm đó. Thật ra trong cuộc sống là ai cũng muốn gặp mình tìm từ hơn cái đầu, cả như đen cái bóng luôn. Nhưng mà khó, có nhiều người cao cái đầu thiệt, nhưng mà thấp hơn là nhiều thứ. Có nhiều người cao hơn nhiều thứ, nhưng thấp hơn cái đầu. Đó, nói về em là mong muốn mà, em là mong muốn của em. Rồi, đó là hỏi để cho mọi người cảm nhận được xem coi mình có được cái gì của hai bên chưa ha. Còn bây giờ thôi mình mở người thân cho mình mở rào thôi. Dạ cho đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bé bạn của lại sếp của em. Bé bạn? Bé bạn? Với sếp của em. Là bạn còn bé. Bé lấy tuổi. Dạ không có anh gái là được anh đâu. Này, tại vì hôm nay là ngày phải như là. À, rồi. À, chào bé bạn nè. Mời đại diện nhà trai. Sếp đó ha. Dạ, chào. Chào anh Quỳnh Linh và chào chị Ngọc Lan. Ngọc Lan. Em tên là Nhó. Mình đơn vị công tác của
anh chuyển đấy. Theo như em sẽ thi nghe là có cao cả dễ thương và nghề bất động sản ngoài giáo tiếp cũng chắc là tốt. Có khả năng như bạn nói lúc nãy giờ thì thấy là cũng là cái chuyện của gia đình nhưng mà tính nó cũng hơi nặng nặng vậy. Nhưng mà theo như bạn nói thì những người chi lý trong gia đình thì có thể là phù hợp với hai người thì phù hợp với nhau, nhưng mà hai cái tính cách đấy á về có khả năng là phải nhường nhìn nhau một xíu, mọi người nhường nhìn nhau và khi mà để xem lại cái chương trình này.